Ok, chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục Chúng ta cập nhật về thị trường và chúng ta sẽ cập nhật về zoom của Bitcoin mọi người nhé Mọi người xem video của mình có thể ấn vào ủng hộ mình bằng cách like đô mọi người nhé nếu như mọi người chưa có tài khoản của giao dịch OKX và Bybit thì mọi người nên đăng ký thêm hai sàn giao dịch OKX và Bybit chia vốn ra đánh cho an toàn chúng ta không nên để hết vốn ở trên một sàn nhé khi mọi người đăng ký cái tài khoản theo cái đường link của bên mình thì sau này tất cả những cái vấn đề gì anh em có vướng mắc thì sẽ được bên mình support gần như là được an tâm tuyệt đối nên mọi người có thể đăng ký theo cái đường link ở bên dưới để nhận được cái sự hỗ trợ tốt nhất về sau này nhé sau khi đăng ký xong thì mọi người sẽ tiến hành tải app OKX Bybit về điện thoại và tiến hành xác minh tài khoản để giao dịch rồi. Quay trở lại với cái thị trường crypto của chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì khi mà mình đang ngồi cầm nhật thị trường với anh em Thì thời điểm hiện tại thì Bitcoin đang giao dịch ở cái nền giá là 69.900 đô Về xung của thị trường thì chúng ta nhìn qua một chút Thì chúng ta sẽ thấy là trên cái không gian 30 thì chúng ta đang có một cái đà giảm của Bitcoin Bitcoin hiện tại thì nó đang có một cái đà giảm và rơi xuống cái vùng giá thấp nhất là cái vùng giá 69.000 đô thì thực ra là cái vùng giá 69.300 đô đấy vùng giá mà mình có chia sẻ với anh em rồi 69.500 đô Thì đây là cái vùng hỗ trợ gần nhất Thì trong cái phiên live tối ngày qua Mình có chia sẻ với anh em là Bitcoin nó có một cái vùng hỗ trợ gần nhất Đâu đấy khoảng quanh 69.500 đô thì Hiện tại thì Bitcoin sau khi nó rơi về vùng 69.500 đô Thì hiện tại thì Bitcoin nó đang xảy ra những cái phản ứng giá và ừ. trong cái giai đoạn này nếu như trường hợp mà Bitcoin chúng ta thì uh, mà nó trụ được ở cái vùng giá 69k5 Thì nó cũng sẽ là những cái tín hiệu tích cực trong cái tháng tới Tạm thời nhé trong ngắn hạn trên cái công thân M30 Thì ở vùng 69.000, 69.500 đô này Tạm thời nó đang là cái vùng hỗ trợ mạnh và nó có khả năng đỡ được Bitcoin trong ngắn hạn đó Trong trường hợp nếu như mà nó không trụ được Thì Bitcoin nó có khả năng nó rơi về cái vùng giá thấp hơn là vùng giá 65 và 66.000 đô nhưng mà trước mắt thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy là một cái đà trụ rất là tốt Thế nên là chúng ta sẽ phải follow, chúng ta sẽ phải bám sát thị trường trong một thời gian tới đó, Nhưng mà cái khả năng mà trụ được ở vùng 69, 69 năm tạm thời trong ngắn hạn thì vẫn đang đang khá là ổn nhé mọi người nhé Cái này chúng ta sẽ phải chờ thêm một chút nữa trong một thời gian tới Chúng ta sẽ nhìn về D1, D1 thì phải nói là những cái nhận định của mình trước đây thì nó hoàn toàn và rất là chính xác <laughs> Đây, một cái bài mình có đăng tải lên trên cái Facebook cá nhân của mình từ khá lâu rồi là ngày mùng 2 tháng 10 đúng không? Khoảng một tháng rồi. Khi mà Bitcoin đang giao dịch ở cái nền giá là vùng đầu năm này thôi. Đây, cái thời điểm mà mình phân tích với anh em ấy là thời điểm đấy thì Bitcoin đâu đấy nó đang giao dịch ở cái đoạn này này. Đang giao dịch ở đoạn này này. Mình có vẽ thị trường nó lên đây. Sau đó anh em nhìn này, thị trường nó tăng trưởng lên này. Đó, nó chạy theo đúng cái kịch bản của mình nhé. Sau khi Bitcoin nó chạy lên được cái target của mình xong thì mình có phân tích cái việc Bitcoin nó quay trở lại điều chỉnh về cái vùng giá 60 61 ngàn đô. Đó thì sau đó Bitcoin nó quay đầu và nó điều chỉnh về vùng 60 ngàn đô. <laughs> khi về vùng 60 ngàn đô thì mình có chia sẻ với anh em một cái điều là khi cái đợt điều chỉnh này hoàn tất thì cái mục tiêu tiếp theo của Bitcoin là vùng 72 cho vùng 74 ngàn đô. Đó thì anh em nhìn thấy này. Đó, Bitcoin tiến tới đúng cái vùng 73.500 đô, 73.600 đô. Thế là thực ra là nếu mà anh em mình nhìn thì anh em thấy là cái nhận định của mình thì nó chính xác tuyệt đối và thực sự là một số anh em mà mọi người follow mình thì mọi người sẽ phải chắc chắn mọi người sẽ phải nhìn thấy một cái điều là gần như là cái những cái nhận định của mình nó rất là chuẩn xác. Nhiều anh em bảo là ông Hiếu này không biết gì về kỹ thuật thế mình hỏi anh em là nếu không biết gì về kỹ thuật mình lại phân tích nó lại đúng đến như vậy. Còn nếu như anh em nào mà dùng kỹ thuật lâu rồi thì anh em thấy một cái điều là kỹ thuật của mình cực kỳ cứng thật sự là rất là cứng thì mình có thể phân tích được như vậy còn như anh em mà mới đi đầu tư hoặc là mới biết về kỹ thuật thì, thì anh em lại hay nhìn là ông này chắc là ông này đoán bò mình nói thật mọi người không thể đoán bò được mà nó chạy được như vậy đây đúng không từ khi mà nó chưa chạy nhá là mình phân tích lên nhá đúng không sau đó mình phân tích điều chỉnh đúng không sau lại phân tích lên tiếp nó chạy đúng như thế luôn ý gần như là như tranh vẽ luôn ý thế nên mình phải khẳng định với mọi người là nếu như cái kỹ thuật mà không cứng ý, <laughs> kỹ thuật của anh em mà không đạt đến cái độ tới thì không bao giờ mọi người có thể phân tích được như vậy anh em chỉ cần phân tích được đúng về vùng giá ấy thì kỹ thuật của anh em cũng phải tầm 7 cho đến 8 điểm rồi còn đây là mình còn phân tích cả đúng là cấu trúc sóng ấy để mà anh em mà phân tích được đến những cái vùng giá mà 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 nó chạy được lên các vùng giá đấy nhá là kỹ thuật của anh em cũng phải tầm 8 điểm rồi còn đây là mình còn nhận định được thêm cái cái nữa là đúng là cấu trúc sóng nó chạy cơ nó là trên cả cái mức như vậy luôn ấy mọi người đó thì nó rất là đúng đây anh em nhìn xem biết mình phân tích lên vùng 74 000 đô đúng không 73 74 đúng không cái khổ nó như này này nó nó lên đúng cái vùng giá này nó phản ứng giá nó quay đầu và nó điều chỉnh cơ. Chứ hẳn là nó bột lên thì mình chẳng nói làm gì. Đây nó quay đầu đúng điều chỉnh. Đó thật đi. Nó thế này những cái nhận định của mình về kỹ thuật nó rất là cứng đấy nhá. Điểm đầu tiên thì phân tích đúng lên 72 73 a 66. Nó điều chỉnh thật. Đúng vùng giá 66 000 đô luôn ấy. Đó thế nên là cái kỹ thuật của mình thì gần như nó vừa đúng cả gì ạ? Về cái vùng giá về cấu trúc sóng. Đó thế nên là chúc mừng anh em nào mà một cái đánh theo mình thì chắc chắn là bây giờ vẫn đang dương tài khoản rất lớn anh em ở trong nhóm tín hiệu vip của mình thì bây giờ nếu mà đánh đúng plan của mình thì chắc là bây giờ cũng phải min min và x hai x ba đó thì tất nhiên là mà phải tuân thủ cái plan của mình còn anh em vào trong nhóm sau đó anh em tự mua bán thì cái đấy mình chịu có khi bây còn đang chia tài khoản cơ nhưng chắc chắn là nếu như mọi người tuân thủ cái plan ở trong nhóm vip của mình ấy thì cái việc bây giờ nhân 2 nhân 3 tài khoản nó là bình thường đó nó dạng như vậy nhé mọi người nhé về xuống của thị trường thì hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn về cái tổng quan chung một chút về cái cung tuần đi tuần thì rất là chính xác rồi, chúng ta có những cái điểm mua hàng rất rẻ ở vùng 10, uh, 10 uh, 67 ngàn đô thôi, những anh em ở trong nhóm thế hệ đầu với mình. Sau đó, đó anh em biết đến mình muộn, mình muộn ở trên dưới 20 ngàn đô vẫn tiếp tục côn anh em lên tàu và múc hàng mạnh. Tiếp tục ở vùng giá này, những anh em biết đến mình sau vẫn tiếp tục côn mua. Thậm chí là mình nhiệt tình đến cái mức mà khi mà Bitcoin đầu năm này vẫn tiếp tục côn anh em vào hàng và mua hàng. Tất cả những vùng giá mình côn thì anh em đều thắng rất to. Đó bán rất là lớn thậm chí là mình còn 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 đến cái mức mà mình còn cô anh em thoát hàng là vùng 72 74 này nó quá uy tín. Điểm cắt out đúng đỉnh, sau đó Bitcoin phân tích về đầu năm không ai tin. Thì mình phân tích Bitcoin về đầu năm và nó về đầu năm thật. Có bao nhiêu cái nhận định của mình thì nó đã chính xác tuyệt đối và gần như là để có thể tìm được một cái kênh nào đó có thể phân tích được như mình thì mình nghĩ rằng là cũng rất là khó đấy nhá. Thế là hy vọng rằng khi mọi người xem kênh của mình thì mọi người cố gắng mọi người trân trọng nhiều anh em xem kiểu cứ hời hợt hời hợt sau đến lúc mà bị chia tài khoản rồi âm tài khoản rồi bắt đầu anh em mình nói là anh ơi bây giờ em bị âm tài khoản em bị chia tài khoản nhiều rồi thì bây có về bờ được hay không thế tại sao mà khi thời điểm mà mình cắt đau hàng các bạn không cắt đau ra đi ạ nhưng rất là phí đừng để đến khi mà thua lỗ rồi khi mà mất hết tiền rồi bắt đầu mới nói câu biết thế mới là giá như anh ơi cho em lời khuyên những cái thời điểm mà mình khuyên anh em cắt đau ở đây ra sao tại sao mọi người không cắt đau ra đi ạ mọi người cố gắng cầm hàng làm cái gì bây giờ tưởng thành bị ra bị âm nặng không ạ rất là buồn rất là buồn tại vì anh em chúng ta toàn tự giao dịch sau đó khi mà âm rồi thì bắt đầu anh em chúng ta mới nhờ đến cái sự giúp đỡ của mình thì như vậy rất là phí nha mọi người nhé. về xuống của thị trường thì thực sự là chúng ta nhìn về cái tổng quan là cái điểm vào hàng cái đặn dưới vùng đáy này thì đúng là đáy rồi cứ giữ hàng thôi anh em nào mua được bitcoin 16 17 ngàn đô thì vẫn cố gắng giữ chắc tay giúp mình đặc biệt là có một cái điểm tối ưu sóng huyền thoại là cắt đào hàng ở cái vùng giá 72 74 ngàn đô sau đó thị trường sập giảm rất mạnh về đây đó và chúng ta lại tiếp tục nói lên tàu giai này chúng ta chắc chắn chúng phải chờ cho thị trường nó chạy sau đó thì chúng ta sẽ bám sát thị trường hơn hiện tại thì một số đồng an coi vẫn đang ở trong NC của mình mua trong cái vùng mua khá là tốt người đăng ký vào trong nhóm premium là nhóm miễn phí này dành cho anh em nào mà chúng ta vốn từ một vài trăm đô cho đến một hai ngàn đô thì đăng ký vào nhóm miễn phí anh em nào vốn trên ba ngàn đô thì đăng ký vào trong nhóm vip giúp mình nhé nhóm vip sẽ là nhóm đầu tư định hướng và đây sẽ là nhóm dành cho mọi người có một cái nội trình đi an tâm nhất một cái chiến lược gần như là nó đầy đủ cho một cái chu kỳ cho một cái mùa sóng tới và mình tin tin rằng là <laughs> nếu như chỉ cần đi đúng cái lộ trình và trong một cái uh, cái năm nay năm sau thôi thì chúng ta sẽ có một cái kết quả rất tốt và rất là ấn tượng. chính là cái việc mà chúng ta nghĩ đến cái việc ít nhiều tài khoản nó cũng không phải là quá khó. Đó thì nên là trước khi mà mọi người chưa bị mất tiền, chưa bị chia tài khoản như thời gian vừa qua ấy anh em thời gian vừa qua đánh làm chia ba chia bốn rất là phí 10 000 đô bây giờ còn còn đâu đấy khoảng tầm ba 000 đô thì đăng ký vào trong nhóm nó là kiểu gì bây giờ mất đến tận 7 ngàn nó rất là phí trong khi đó mà anh em đi với mình thời điểm đầu thì bây giờ cũng vẫn còn năng dương tài khoản rất là lớn cơ. Đó thì nên là trước khi mà các bạn chưa bị âm tài khoản thì, thì cố gắng đăng ký vào cho nó an tâm. Đừng để đến khi mà bị chia 3 chia 4 rồi lúc đấy chả còn tiền đăng ký vào nữa. Thì nó rất là phí nhá. Đó tiền nên là anh em là buồn bé thì đăng ký vào trong nhóm premium miễn phí giúp mình. Anh em buồn lớn hơn một chút thì đăng ký vào trong nhóm VIP giúp mình nhá. Nhóm VIP là nhóm đầu tư định hướng cho mọi người một cái lộ trình đi an tâm nhất và tối ưu nhất. Và mình tin rằng là trong nhóm VIP thì cuối mùa sẽ được ích tài khoản khá là nhiều. Nó không phải là khó đâu. Nhưng mà cái quan trọng là mọi người vào trong nhóm cũng phải tuân thủ cái plan của mình thì mình tin rằng là mọi thứ sẽ ổn thôi. Cơ hội năm nay nhiều. Nhưng mà bên cạnh cái cơ hội thì cái rủi ro nó cũng sẽ song hành ấy. Các bạn không đánh cẩn thận năm nay các bạn chết ngay. Ý. Năm nay mình nói anh em là thị trường nó hành kinh lắm. Dự án coi thì bây giờ nó ra toàn coi rác nhiều. Dự án bây nó ra đến cả hàng triệu đồng coi, hàng trăm nghìn đồng coi. Mỗi một ngày có bao nhiêu dự án coi nó nít sàn lên các bạn đánh không cẩn thận năm nay đánh ăn coi chết hết. Mình nói anh em là mùa sóng này đánh đánh ăn coi cực kỳ khó tại vì các dự án coi nó ra tưa lưa tràn lan đến cái mức mà gần như là các dự án thì bây giờ mà gần như là một cái không đếm được luôn ấy, nó nhiều quá. Xui cũng là một dự án mình đánh với anh em trong nhóm VIP này. Đánh mua rất rẻ 0.5, 0.6 dưới 1 đô, 0.8 đô rồi. Bây giờ vẫn X3 X3 với là con xui này. Hoặc là bét nhất anh em là mua 1 đô gọi đen lắm là mua 1 đô đi thì vẫn đang X2. Giá ốc quá ok, mà rất là ấm luôn đấy mọi người. Đó rất nhiều đồng coi đang có lời này, ABT thì vẫn đang lời rất lớn. Mua rất rẻ thôi nhé, vùng màu đỏ bên dưới này vùng mua này đó thì một số đồng an coi trong nhóm của mình thì vẫn đang ở NC đấy nên là chưa có hàng nếu phân bổ giúp mình nhá cố gắng các bạn này thì cố gắng chờ đợi đi thị trường thì có thể nó vẫn tiếp tục xoay out những cái phiên giảm đấy nếu như cái vùng giá 69.500 đô không trụ được thì Bitcoin có cơ hội xoay out về vùng khoảng 65-66 đó thì mọi người chú ý giúp mình trong đoạn này cũng sẽ là những cái giai đoạn khá là nhạy cảm cố gắng bình tĩnh đầu tư thôi đó thì mình tin rằng là cuối mùa thì để mà có thể kiếm được tiền sẽ chỉ dành cho anh em nào thực sự chúng ta hiểu cuộc chơi thôi còn đa phần đầu tư thì 95% những nhà đầu tư sẽ bị thua lỗ trong thị trường tài chính này đó thì nên là hãy cố gắng cẩn thận giúp mình có như anh em đồng hành trong nhóm của mình thì cái tỷ lệ chiến thắng của anh em sẽ cao hơn rất là nhiều thậm chí là trong nhóm của mình cái tỷ lệ chiến thắng của anh em chắc mình nghĩ là nếu mà tuân thủ plan của mình thì gần là sẽ thắng thôi sẽ thắng lợi thôi đi từ từ sẽ đến đích nhá mọi người nhá trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ tranh thủ update thị trường chi tiết mọi người mọi người chưa tham gia vào telegram chưa tham gia vào group facebook có thể tham gia vào giúp mình mọi người có thể uh, uh, tham gia vào group facebook của phần mô tả này telegram ở phía bên trên này và tham gia vào nhóm tín hiệu nhé và video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc đây hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo Bye mọi người